Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, với mức cắt giảm thuế theo nguyên tắc 7 trên 10, EU sẽ dần xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, tối đa trong vòng 7 năm. Nhiều sản phẩm là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam được loại bỏ thuế hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, có đến 99% các ngành hàng sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan, giảm thuế ngay về 0%. Trong khi với chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập GSP hiện nay, Việt Nam được hưởng 0% cho khoảng 42% nhóm hàng sản phẩm. EVFTA là Hiệp định Tự do Thương mại thế hệ mới có tiêu chuẩn cao, toàn diện, khác biệt với 12 Hiệp định Thương mại Tự do FTA mà Việt Nam đã ký trước đây bởi yêu cầu mở cửa thị trường của Hiệp định này. Hơn 99% dòng thuế các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được xóa bỏ sau 7 năm EVFTA có hiệu lực. EVFTA còn là Hiệp định có tính toàn diện cao khi độ phủ các lĩnh vực lớn cả về hàng hóa, đầu tư, mua sắm chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ. Vì lẽ đó, hiệp định này không chỉ là điều kiện giúp nâng cao kim ngạch xuất khẩu hai chiều, mà còn giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mới. Có thể nói là một cái hiệp định mà rất toàn diện. Và điều đó có nghĩa là gì? Thì chúng ta nếu như thực thi và được hưởng những cái điều kiện mà các cái đối tác của EU dành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện không chỉ nâng cao cái kim ngạch xuất nhập khẩu về thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các nước Liên minh châu Âu, mà chúng ta còn có những cái điều kiện để sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, và đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái điều kiện để hình thành các cái chuỗi giá trị mới của chúng ta với một cái đối tác vô cùng quan trọng ở trên thế giới. Và đặc biệt nữa là châu Âu thì là một cái đối tác rất quan trọng của Việt Nam, cả về khía cạnh về công nghệ cũng như là các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư vân vân. Và vì vậy thì chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng là cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu sẽ trở thành một cái mối quan hệ hợp tác rất căn bản và rất có thể nói là rất quan trọng trong cái chiến lược phát triển của cả hai bên. EVFTA là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có lợi thế cạnh tranh. Những cam kết dành đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau trong Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU IPA cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch. Từ đó, Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác. Về đầu tư thì thứ nhất là hiệp định này, cái hiệp định đặc biệt là cái hiệp định IPA đấy, thì cái hiệp định IPA ấy, thì hiệp định này nó rất là quan trọng, nó là một cái hiệp định để bảo hộ cho các cái nhà đầu tư giữa hai nước, và trong đó có những doanh nghiệp Việt Nam khi mà đầu tư vào Đức cũng như châu Âu sẽ được chính phủ giữa hai nước bảo hộ và bảo đảm cho cái vấn đề đầu tư tài chính và cũng như là đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tính toán của hai bên, với EVFTA, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và EU sẽ tăng thêm 4-6% trong năm 2019, tương đương tăng thêm khoảng 16 tỷ đô la Mỹ. Đến 2028 sẽ tăng thêm hơn 75 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu và cơ cấu kinh tế của Việt Nam với EU có tính bổ trợ chứ không cạnh tranh trực tiếp, nên cơ hội là rất đáng kể nếu tổ chức sản xuất tiếp cận thị trường tốt. Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, ngành thủy sản sẽ hưởng lợi khi EVFTA có hiệu lực. Khoảng 90% dòng thuế đánh vào các mặt hàng thủy sản xuất khẩu qua EU sẽ giảm về 0% trong 3-4 năm. Đây là lợi thế lớn so với các nước khác cùng xuất khẩu thủy sản, bởi mức thuế nhập khẩu EU khoảng 14%. Riêng mặt hàng tôm sẽ khả quan hơn bởi thuế nhập khẩu vào thị trường này sẽ giảm mạnh từ năm đầu tiên, sau đó giảm dần về 0% trong những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng nhìn thấy rõ một cái việc là đầu tiên là cái thuận lợi liên quan đến vấn đề về thuế. Mặc dù cái giảm thuế đấy thì xét ở góc độ cạnh tranh quốc tế là chúng ta có lợi thế hơn đối với một số quốc gia mà họ chưa tham gia vào hoặc chưa có cái hiệp định thương mại song phương tương tự đối với lại các quốc gia nhập khẩu kia. Đấy, thì trước mắt là vấn đề về cái thuận lợi về vấn đề về thuế, thuận lợi về cái gọi là cái sự gia tăng, cái gọi là họ mua hàng từ phía Việt Nam. Nhưng mà cái thuận lợi đấy thì chúng tôi cũng nhìn thấy rằng là nó tạo ra một cái sân chơi mà phía cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở đây muốn gọi là muốn tối đa hóa các cái thuận lợi đấy, thì rõ ràng là từ phía Việt Nam cũng phải có những sự chuyển động.
những sự thay đổi nhất định theo những cái cam kết đã ký. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ trong EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-EU, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng của Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, nông thủy sản, kể cả gạo, đường, mật ong, rau củ quả, đồ gỗ là rất đáng kể. Thị trường EU vẫn là một cái thị trường truyền thống và là một thị trường xuất khẩu trọng điểm của ngành da giày. Chính vì thế mà các cái hiệp định và các cái lợi thế mà cái hiệp định EVFTA mang lại, nó sẽ là một cái cơ hội rất là tốt đối với ngành da giày. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý đối với thị trường này. Ví dụ như là vừa rồi EU cũng sẽ khuyến khích cơ chế là các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ thay vì các doanh nghiệp phải khai và cấp CO như trước đây. Thì với cái thủ tục mới quy định như vậy thì rõ ràng là các doanh nghiệp chúng ta phải nắm bắt rất là chặt chẽ để thực thi nó một cách chuẩn chỉ nhất. Nếu không thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến các cái đơn hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp mình và của các cái doanh nghiệp khác nữa. Chính vì thế mà với cái hiệp định EU-EVFTA thì chúng tôi cũng tin rằng nó là một cái thị trường cực kỳ có cơ hội để đẩy mạnh phát triển hơn nữa. Và cũng là một cái thị trường mà nó sẽ mang lại cái tích cực nhất trong cái việc thu hút đầu tư vào Việt Nam trong cái lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu, cũng như là chúng ta kể cả sản xuất những cái sản phẩm, thành phẩm để xuất khẩu trở lại với thị trường EU. Đây là một cái tin vui mừng nhất đối với Tổng công ty May 10 chúng tôi, vì hiện nay thì May 10 đang hợp tác sản xuất để cung cấp cho khoảng hơn 20 nhà nhập khẩu tại khối Liên minh châu Âu. Năm 2018 là tỷ trọng hàng may mặc của May 10 xuất khẩu vào châu Âu là khoảng 37%. Cái thứ hai thì tôi cho rằng là vì sao vui như vậy, thì khi cái hiệp định này được ký kết thì những cái sản phẩm, trong đó có một số sản phẩm mà nó tùy thuộc vào cái thành phần mà Việt Nam có thể sản xuất được và đáp ứng cái yêu cầu về xuất xứ, thì Tổng công ty May 10 chúng tôi sẽ xuất sang châu Âu và được rẻ hơn so với hiện tại khoảng ít nhất từ 9-12%. Và đây là một cơ hội rất lớn để Tổng công ty May 10 chúng tôi có thể tăng trưởng cái tỷ trọng xuất khẩu vào châu Âu trên tổng cái tỷ trọng xuất khẩu của Tổng công ty May 10. Trước hết thì nếu mà nói về cơ hội thì rất lớn, tại vì là thứ nhất là nó sẽ phát triển được cái kinh mạch xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong một số cái ngành hàng mà Việt Nam có thế mạnh, ví dụ như là dệt may, nông sản, và đặc biệt là các cái ngành hàng của châu và Việt Nam, đó là các ngành hàng thực phẩm chế biến cũng như là các cái ngành về công nghệ cao. Mức cam kết trong EVFTA có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA đã được ký kết cho tới nay. Điều này càng có ý nghĩa khi hiện nay mới chỉ hơn 42% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng mức thuế 0% theo chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Tính cộng hưởng hiệu quả và tiếp cận các thị trường hoàn thiện thể chế sẽ giúp Việt Nam thu hút công nghệ cũng như nguồn vốn để tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của các ngành hàng sản xuất mũi nhọn. Hiệp định thương mại tự do với EU còn phải trải qua tiến trình phê chuẩn. Theo quy định, Nghị viện châu Âu sẽ xem xét trên cơ sở đề nghị của Ủy ban châu Âu vào cuối năm 2019. Còn Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA phải được Nghị viện các quốc gia thành viên phê duyệt riêng, nên thời gian sẽ lâu hơn. Với Việt Nam, hy vọng hiệp định sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.